Vâng, thưa các bạn, các vị, thì tựa đề của video đó là bỗng dưng sáng nay mở mắt ra hàng loạt các cái gian hàng ở trên Shopee bị xóa sạch sản phẩm của Apple. Và rõ ràng là người dùng lo lắng, tuy nhiên thì đây lại là một thông tin vui. Rất vui lại khác. Thế thì tại sao Apple lại làm cái điều này? Và nó có ưu cũng như nhược điểm gì dành cho những cái người dùng cuối như chúng ta? Các bạn lắng nghe trong video này và hết sức cẩn thận nếu sắp tới bạn định mua một sản phẩm của Apple trên sàn thương mại điện tử. Điều đầu tiên, ok, các bạn hãy nhìn những cái thông tin đang có ở trên màn hình. Đó là những cái thông báo đến từ Shopee cho biết các gian hàng này bị gỡ. Bởi vì sao? Không được hỗ trợ bán. Và đây chính là email của Shopee báo về cho mọi người. Nguyên nhân sâu xa của việc này cụ thể đó là nó diễn ra với hàng loạt các cái mẫu từ iPad 2 rất cổ cho đến những con 12 Pro Max vẫn còn rất mới. Nhưng thực tế thời điểm hiện tại, nếu các bạn tìm kiếm trên Shopee thì vẫn còn không ít các sản phẩm không phải của Shopee Mall, không phải chính hãng của Apple mà vẫn hoàn toàn tồn tại ở đây. Mình nghĩ không loại trừ là trường hợp là mấy ngày nữa nó sẽ bị bay màu. Và tất nhiên cái việc Apple có đang thực sự mạnh tay diệt toàn bộ hàng sách tay, hàng cũ hay không, đây chỉ là một cái nghi vấn thôi. Nhưng nếu nó thành sự thật thì sẽ như thế nào? Để kinh doanh Apple Việt Nam, bạn phải trở thành đại lý ủy quyền. Đây là một cái chứng chỉ mà Apple đặt ra quá nhiều các cái yêu cầu, bởi vậy không phải ai cũng sẽ đạt được. Việt Nam rơi tầm khoảng 7 hay 8 shop sẽ có cái này. Trong khi đó, ở trên các sàn thương mại điện tử, người dùng và cũng như các cái shop bán lẻ đang bán tràn lan các loại từ iPhone lốc, iPhone cũ, iPad cũ, nó nhiều các thể loại hàng. Thậm chí chúng ta có cả loại hàng rep 11 đối với AirPods hay là kể cả là Apple Watch. Và rõ ràng điều này đang khiến cho người dùng đã bị mông lung. Nếu như một người không biết gì, lên Shopee có thể dễ dàng mua một sản phẩm có trải nghiệm không tốt như là máy bị lỗi, máy bị hỏng hay là mua chính phải AirPods đều mà các bạn hoàn toàn không hay biết. Các bạn nên biết một điều, đó là Shopee này, Lazada này, Tiki này đều có gian hàng chính thức của Apple, và bởi vậy nên khi phân phối hàng chính hãng này thì lập tức Apple sẽ có những quy định ngược lại đối với những cái sàn thương mại điện tử. Lazada và Tiki chưa có dấu hiệu gì, nhưng mà mình nghĩ rằng là trong thời gian tới Apple sẽ tiếp tục tác động đến những cái sàn thương mại điện tử này thôi. Vậy thì người dùng được gì và mất gì nếu chuyện này xảy ra? Thứ nhất là người dùng sẽ được, đó là các bạn sẽ không sợ mua phải các sản phẩm mà bị trôi nổi hay là không rõ nguồn gốc, ảnh hưởng đến danh tiếng của Apple và quan trọng nhất là ảnh hưởng đến trải nghiệm chúng ta. Các bạn hỏng thì các bạn sẽ không biết là phải bảo hành ở đâu. Thứ hai, đó chính là người dùng sẽ mua được hàng chính hãng mà mức giá tốt nhất cũng như trải nghiệm một cách tuyệt vời nhất. Rõ ràng khi bạn mua chính hãng thì các bạn sẽ được bảo hành là 1 năm. Hay là các bạn có thể thấy là gần đây nhất là kể cả các bạn mua iPhone 11 đúng không? Máy cũ xách tay rơi tầm khoảng hơn 13 triệu, trong khi cái máy mới chính hãng bây giờ chỉ còn 13.990. Tại sao anh em lại không mua cái máy chính hãng thì sẽ ngon hơn không? Anh em có thể truy cập ngay link bên dưới tại shop đăng. Bọn mình đã để sẵn link cho anh em để đăng ký đặt hàng mua sản phẩm này. Giao hàng dự kiến vào ngày 1 tháng 7. Và rõ ràng là Apple đang rất nghiêm túc với thị trường Việt Nam, giảm giá sản phẩm, nhiều ưu đãi hơn cho chúng ta. Thì đây cũng là một cái lợi ích dành cho người dùng. Thế nhưng ngược lại, nó sẽ có một cái mặt tác hại, đặc biệt đối với những cái người nào mà đã quen mà mua đồ cũ chẳng hạn. Một là các bạn sẽ không còn các cái gian hàng để mà mua một cách thoải mái ở trên mạng như kiểu Shopee, Lazada để ship hàng các thứ một cách rõ ràng hơn. Về các gian hàng này còn có lợi thế như xem được đánh giá của người dùng, có rating và feedback của người dùng. Chứ còn nếu mà các gian hàng mà bán trên Facebook hay là mình tìm trên mạng các web group Facebook thì mình đôi khi là bị shitting, những cái thứ tinh lại không kiểm soát được, đúng không ạ? Thứ hai là các bạn sẽ ít sự lựa chọn về hàng cũ cũng như là hàng xách tay hơn. Như mình đã nói từ đầu rồi, khi đó nếu anh mua hàng cũ thì anh em bắt buộc phải lên các cái trang để mà trung gian như kiểu là Nhật Tảo, anh em lên chợ tốt, thì cái đấy hoàn toàn người dùng tự đăng cũng không biết thế nào để kiểm chứng cho chắc ăn. Nói chung là nó sẽ đi hạn chế phần nào của chúng ta. Lúc này người dùng sẽ ưu tiên là mua hàng mới tại các shop, hoặc mua hàng cũ thì cũng phải mua hàng cũ tại các shop lớn mà hàng VNA để còn bảo hành chính hãng các thứ tinh, đúng không? Như vậy qua video này thì mình thấy rằng là thực ra bản thân mình đã có những cái thông tin về việc Apple đang làm nghiêm chỉnh cái thị trường Việt Nam chúng ta ở trong một thời gian rồi, nhưng mà cái hành động của họ thì khá là bất ngờ vì diễn ra khá sớm. Ngoài ra nữa thì các bạn phải hiểu là Apple đang đưa ra một số chính sách mới ngay tại thị trường, như là việc quảng cáo tại Việt Nam chẳng hạn, tại vì Apple xưa nay chưa bao giờ quảng cáo tại Việt Nam, tôi nhấn mạnh các bạn như vậy. Nhưng sắp tới có thể điều này sẽ diễn ra thì các bạn hãy chờ đợi xem. Nhưng đây là một tin mừng và mình hy vọng đến iPhone 13 chẳng hạn họ sẽ đưa về Việt Nam cũng sớm chứ không còn quá muộn nữa. Và các bạn nghĩ sao về điều này khi Apple dẹp các cái sản phẩm đang được bán trôi nổi ở trên thị trường của các sàn thương mại điện tử? Hãy comment ngay xuống bên dưới và hẹn lại bạn ở các video lần sau. Một người dùng iPhone lớp thì tôi không ủng hộ. Tôi thì vừa mua iPhone cũ xong. Nhưng iPhone cũ VNA nhé, yên tâm thoải mái.